Bài này dây cọc đây. Chạy đây là này rút 3 dây. Đó. Thế xong. Một bao nhiêu? Mấy phút? Em à, vừa chạy à? 3 phút rồi. Tại sao bị chậm? Em á? Ừ. Hay là bài này trung bình như thế? Bài này thì nó chạy nhanh thì hơn 2 phút. Tại vì chạy thế mà giờ là cả ngày. Bị chậm bởi vì chạy 2 cầu. Nhá, nó khỏe nó chạy 1 cầu được. Bình yếu mới chạy 2 cầu. Chạy 2 cầu tốt mà. Ừ, chạy 2 cầu tốt nhưng mà vào khu vực chuyển lái. Nếu mà không tỉnh, không đi chậm. Em đạp thẳng ga chứ? Đạp thẳng ga vào đi ăn cột. Trên kia xếp cực ngắn luôn. À, đoạn đấy rất 1 cầu ra. Mẹ đã bảo là nếu mà như thế thì nó sẽ hỗ trợ đấy, nó rất cái gì cầu điện thì rất cái gì rất thường xuyên. Em sợ nhất là khi mà nó cài cầu vào ấy, mà nếu mà lốp nó không thẳng ấy, mà sợ cầu nó phá mẹ cái cầu, anh hiểu đấy, em sợ nhất là khi mà phá xe nó ở trong đấy. Không, như đoạn này thì... em nó bảo sang ngồi cạnh rồi nhưng mà sang tư vấn cũng đúng, bởi vì mình tham cái kiểu đấy. Lúc về đây em nhả ra drift 1 cầu luôn, nhưng mà đéo không drift không được, drift 1 cầu không được, nó kêu 1 cầu nó bị chặn tốc độ. Anh có thử xem, đi tôi quay đẹp thôi. Đáp có thể xuống được sàn thôi được nhỉ? Sàn. Quay. Nhanh lên. Bao nhiêu?